Está bien, ¿no? Gracias. Chào buổi sáng, chào buổi sáng. Mọi việc thế nào rồi? Bọn tôi vừa nhận được sắc lệnh có lẽ sẽ có một cuộc chiến tại Tatu. Tôi cần đến đó xem xét. Nào, đi theo tôi, Sam. Tình hình tại Colombia như thế nào? Tình hình có chút biến chuyển, tuy nhiên vẫn còn rất phức tạp. Vậy thì cái này sẽ làm cậu quan tâm. Vừa qua một vụ nổ tại một khách sạn đã cướp đi một tính mạng. Của hai người đó chính là vợ con của một trung úy cảnh sát Colombia. Tôi cần cậu điều tra vụ việc này. Đã biết chúng đã chưa hả? Theo thông tin của nhóm FASC. Tôi hiểu rồi. Chúng ta được biết nhóm khủng bố tại Colombia thường trú trú ngụ tại những nơi rừng sâu như thế này. Đây là nơi được xác định một tháng trước. Còn vị trí này là mới hôm qua. Chúng ta sẽ phải xâm nhập vào đây. Vậy là chúng ta sẽ vào nơi rừng sâu này à? Chính xác. Việc này đã được lên kế hoạch. Mọi người chuẩn bị, chúng ta sẽ xuất vào sáng ngày mai. Nên nhớ không được chủ quan. Đừng quên đọc tài liệu trước nha. Lại đọc tài liệu nữa sao? Cũng giống như các buổi cắm trại bên ngoài mà. Không có lựa chọn nào đâu. Chính xác, nó nguy hiểm hơn gấp 10 lần. Không phải chuyện đùa. Có câu hỏi nào nữa không? Chúng là lính biệt động mà. Chính xác là lính đồng ngũ của phía kẻ thù. Chúng tự lập lên một đội quân và đi đánh bơm các khu trong quân đội. Vì vậy chúng đã khá nổi trong ngụy trang. Được rồi chứ, nhớ có mặt ngày mai lúc 7 giờ. Tôi xin phép xin trễ một chút, vì tối nay tôi có việc quan trọng. Hôm nay tôi chưa làm xong. Vì vậy lý do được cấp chấp nhận. Theo trí nhớ của tôi cho biết là chưa bao giờ có trường hợp ngoại lệ. Something about me almost tackling you to get you from ringing that bell at the end of Bud's train. Okay? Who's dragging you out? Vì vậy cậu không được chấp nhận, hiểu chứ? Hãy tuân theo mọi người đi. Được rồi. Ý anh là cả anh cũng không được ngoại lệ chứ gì? Tôi cũng giống anh thôi. You damn Skippy. Nghe thật là tức đi. See you guys on the tarmac. Gặp lại các cậu nha. Oh yeah. Tạm biệt đội trưởng. Các cậu sẽ được vận chuyển đến vùng đất theo tạo độ 38 này của Colombia. Sau đó thì các cậu di chuyển đến đây. Có thể bọn chúng đang do tụm lại tại đây. Nhớ là phải đến bất ngờ. Sau đó quay video phải đến tập trung này. Mắt bài sẽ chờ sẵn. Chờ sẵn ở đây. Nếu có gì phải cứ bắn đi. Được rồi, nhớ sao mệnh lệnh đi. Mọi người đã sẵn sàng chưa? Chúng ta sắp đến địa điểm rồi. Sẵn sàng để chết. Chúng tôi đang có liên lạc, có thông tin báo tôi ngay. Dân thưa ngài. Hi Commander. Thưa ngài, chúng tôi chưa kết nối được. Chờ chút, có lẽ họ đang chuẩn bị. Thông tin cho tôi biết vị trí chính xác. U.S. Embassy liaison.
Visual's coming up now, sir. Tôi đã được liên lạc rồi thế này. Có vẻ như họ đang trên thượng nguồn. Anh chắc chắn là chiến dịch này là đúng không? And you will devastate our anti-drug relations. CIA pulled up a name. Quyên tâm đi. Họ đều trải qua rất nhiều cuộc chiến rồi. They think he's been bought by the FARC. Không có gì ngăn được chân họ đâu. He set up the factory bombings in Bogota, and he's got a handler. Code name. Tôi không làm thì tên đầu sỏ của chúng là đi cơ. Đến lúc làm việc rồi. Render it in up. Repeat. In up. Chắc họ đã vượt qua được rồi. Looks like we're losing the satellite, sir. Tín hiệu bị nhiễu thưa ngài. Hand it back. Kêu họ quay lại đi. Working on it, sir. Trying không to get kịp rồi thưa ngài. Find someone with another set. Không thể thấy được. Kiểm tra ngay. Turn starboard. Chúng ta đi thẳng theo hướng 38 độ. Nhớ cẩn thận dưới chân đi. Lên trên xác đi. Tuân lệnh.
on and recording. Đến đây rồi. We have all within the cookie jar. Tôi đi từ trường đi. Cắt từ dưới lên đi. Bao lên. Stingray Delta. Một mình chia làm hai, một dòng bên trái, một dòng bên phải. Để tôi kiểm tra đã. Có tổng cộng là 5 máy quét để xem đầu. Có 4 khu chính. Có dãy được canh khác. No infrared trip lines. No motion sensors. Còn thông tin gì không? Bên trong có 25 thùng hộp. Bên ngoài có 2 gã. Có trang bị vũ khí. All the guards have two ways, RF short range. Mở được rồi. Cẩn thận, vào đi. Doors open. Alpha advancing. Được rồi. On the punch bowl, boys. Thì có chừng, có gã gần cậu đó. Stingray Echo, watch your six. Tuyệt vời, cậu sắp được hưởng nước trời rồi. It's wearing Colombian Army fatigues. Cô đến khu vực 17 đi. Được. Tôi sẽ theo sau. Mia, Mia. Hay lắm, hay lắm. Một vùng lớn, vùng lớn đi. Firm. Thermals moving in from the jungle. 20 more. Tiếp tiếp. Có một bọn cướp đang đến. Tình hình thay đổi. Ra khỏi đất đi thôi. Back insert. Move. Oh,
Đêm 1, tôi bị tấn công rồi. Đêm 1, tôi bị tấn công rồi. Nhanh lên, bọn chúng đang đuổi theo kìa. Không còn thời gian đâu, phải đánh lạc hướng bọn chúng thôi. Chết tiệt, ta mất bản đồ rồi, không ai đi đâu cả. Đi đâu rồi, chết tiệt, ta không cần được. Được rồi, giờ chuyến này nghe đi. Mau lên, tiếp tục đi, mau lên. Take it back to the jungle! Kevin, come on, come on! Carter! Go! Go! I'm covering! Stand down! It's no good, it's no good! We're not leaving him here! We have to go! Không được rồi, đi thôi. Hắn còn sống. Đưa hắn vào bất cứ đồ đạc của hắn về căn cứ. Bỏ giờ xin tên, các cậu theo tôi. Vámonos! Chết tiệt thật, chúng ta vừa làm cái quá gì vậy? Còn lỡ hơn là bị giết. Ta vừa bỏ rơi Kevin rồi. Trước kia phải đến chỗ tập kết là. Chết tiệt, bọn chúng. Bro, look at me. What's our next play? Đi ban lên thôi. Come.
still breathing. Huh? Tôi nghe tiếng nhưng mà cứng đầy băng da. What do you think? I think we'll get our boy. Get some payback. Vậy làm sao đi? Ta có phải là chỗ cũ. Kiểm tra băng thu hình từ mấy camera của bọn chúng đi. Tuyệt lắm. Chính xác là thứ ta cần. Là sư. Có vẻ tìm chiến hơn là tôi đã đưa họ. Tìm những người còn lại đi. Bueno. Got two jeeps, one truck. Trên xe kia kìa, chết tiệt. King shit, sitting up. Hắn vào xe rồi. Oh, just say the word, I'll put my chúng ta thay giấu chúng đi. I got an idea. Ý hay đi. Bọn ta đang ở đây. Hắn hướng này. Có lẽ chúng đang về căn cứ. Vậy chúng ta phải chạy đua với chúng. Được, tôi không sợ đâu. Tốt, biết tôi đặt. Có gì không hả? Chẳng có tín hiệu nào từ bọn họ. Điện thoại hay tín hiệu hay bất cứ gì. Sorry, sir. No bounce back. Xin lỗi thưa ngài, không có tín hiệu gì cho thấy họ quay lại đã 8 tiếng trôi qua rồi. Hold on, say, DEA. Giữ tất cả mọi thứ cả bản đi đây. Có lẽ là có nước ta cần tới. Ta không có thông tin, có lẽ có tai nạn gì rồi chăng? What are you talking about? Cô nói cái gì vậy? Thông tin vừa cho biết được một quân đội Colombia đã mở một đợt tấn công càn quét khu rừng nhiệt đới. Tại tên tù của đất này đã phá được một tổ chức lớn mua bán ma túy gọi tên là FLA. Có một ngôi làng. It's right through the center of town. Không có gì đâu. Hold on the fort. Để tôi nhập kiểm tra. Tôi sẽ ở ngoài đây. Bogey at 2 o'clock. Spotted it. Stay down. Stay down. Freeze. Go, go, go. Đi, bắt lên. Này bọn chúng tới đi, đi mau lên. And apparently that was rush hour. Operadora. Sí. Sí, hola, hola. Sir, you got a call here. It's Colette. Chúng ta có điện thoại, nhưng lạ lắm. Hello. Alo. Tôi Romeo thuộc biệt đội 17. Xin được nói chuyện. Romeo 147. Alpha Stingray. Được rồi, tôi muốn chắc chắn hơn, hãy nói mật mã ra nghe nào. Trời, tôi nguy hiểm, không thử. Stingray. Sit right. We're engaged.
say again we were engaged. They're waiting for us. Guerrillas took out some kind of secret peace talk. Chúng tôi bị bọn quân đội Colombia tấn công. Chết tiệt, bao nhiêu người còn sống vậy? Line to the ambassador. Yes, ma'am. Đợi chút. Hit me off speaker now. Cắt đường dây, chỉ mình tôi nghe thôi. Stingray. Đây là sao? What's your count? Bây giờ sao rồi? Chúng tôi đã cố gắng, bọn họ đã tới được Kevin. Stingray, confirm your life. Cần xác nhận có bao nhiêu người còn sống? Firm. Còn ba người. Hiện tại Khanh đang ở đâu? Negative. Tôi đang theo bọn nó để cứu Kevin. Not gonna happen. We reassess and. Khanh không được quay lại đó. Quá nguy hiểm. Hãy trở về ngay theo lệnh. Nhưng còn Kevin. We'll do it the right way. Không còn việc quanh ở đó nữa. Về ngay. We lost two men. Tôi đã mất hai đồng đội rồi. Tôi không muốn mất thêm nữa. Anh nghe rõ chưa? Chân, tôi nghe. Yes, sir. Proceed to emergency evac. Khanh tìm cách đến vị trí 190. Chúng tôi sẽ đợi đó. It's a deep blue out. Cứ nghe được thằng đứng đi. Your call, LP. Sao rồi? Không có kết quả. Knew you were gonna say that. Đi thôi. Đừng đối hắn như thế chứ, đồng ngu. Đối tay hắn phía sau để hắn không bỏ trốn được. Đưa hắn vào phòng đi. Making you a star. Vậy bắt đầu nào. Smile for the camera. You and your friends made quite a mess. Bạn của mày sẽ được nhìn thấy mày. So who sent you? Vì thế, hãy diễn cảm đi. I'm looking for. Được rồi. Ta tên Kevin. Jeffrey. Canada, chúng ta vào được tầng sóng rồi. Bring up the evac, LZ. Phóng to lên nào. Low thermal. Là họ đi. Move your ass. Bọn họ đang ở đâu vậy? Where's Swordfish? Chết tiệt thật. Swordfish, time to get. Nhanh lên, họ sắp tới rồi. This is Swordfish. Roger that. Yep, tôi đang ở đây. Vậy chi nữa tôi đến chỗ tập kết rồi. Chúng ta có vấn đề. Không đâu. Lazy boy, stay in your over. Cậu tìm cách càng nhanh càng tốt. What? But we have them on site, they're right here. Nhanh lên, cái lên nhau. Chết tiệt. Bọn chúng. Nhanh lên đi. Nhanh lên. What the hell's going on? Why aren't they landing? It's just in order not to. Sao đã bay đi? Bọn chúng đã phong tỏa rồi. Ai?
Lính Colombia. Cái quái gì vậy? LT, we got company. Có biết việc này là sao không? Ông Lương thích làm theo ý mình mà. Có gì làm cho hai người tôi gặp nguy hiểm đi. Có thật sự nghĩ cái gì hả? Tôi đang nghĩ ông nên sáng suốt. Bọn họ đang muốn là một vùng đất tự trị. Ít nhất cho đến lúc này họ đang chống lại nước Mỹ. Theo những thông tin vừa nhận được, một đoạn băng ghi hình từ Colombia đã được phát trên sóng truyền hình quân đội. Đó là camera của chúng ta. Những thông tin họ cung cấp những gì mà bọn họ triệt phá chính do những quân đội Mỹ đứng đầu. Vậy đây là một đoạn băng ghi hình kẻ đã thực hiện hành vi này. Và có thể nói đó đang trở thành một cuộc chấn động tại đất nước này. Commander. Thế đi, các thành viên của ông đã không thể kiểm soát được tình hình. Không, tôi biết được lính của tôi. Điều này không đúng, không phải sự thật. Carl Dobbs, CIA. Chúng tôi từ CIA, thưa ngài, ngài có thể đi cùng chúng tôi được không? Tôi không có nghĩa vụ phải theo công. Chúng tôi đã được lệnh của tòa án gì vậy, thưa quý vị. Nơi này đã bị phong tỏa toàn bộ. Còn câu hỏi nào không? Tôi xin lỗi, đã không nói sớm là bữa tối không được chuẩn bị. Chúng tôi chỉ có thế này thôi. Ông là ai hả? Ông cùng hội với họ không? Không. Ông ở trong quân đội à? Chính các người đã giết vợ và con tôi. Ông dùng quân đội để trả thù lại. Chính xác thì chính xác, các người đã hỗ trợ tiền cho bọn chúng để chống lại đất nước chúng tôi. Let's secure the site. Kiếm được gì không? Everyone went home for the night. Xem cậu cũng không tệ. Nếu anh già tớ sẽ chẳng mó tới bộ đồ thế này đâu. So, why didn't they pick us up? Tại sao họ lại mắc Kevin chứ? Dù gì hắn cũng có mục đích. Xem ông ta nói gì kìa. The Colombian president. Oh, you're pissed. Evitar que continúen las pláticas de paz entre el gobierno de nuestra Colombia y la FARC. Calling us assassins. Họ nói chính những lính Mỹ đã thực hiện các hành vi mua bán và trao đổi ma túy. Assassins? Mẹ kiếp, cái quái gì vậy? It's not even off our bid packs. If somebody wanted that peace summit stopped, they wanted us to take. Đó chính là lý do tại sao chúng cần Kevin.
lo cual quiere decir que nuestra Colombia. Now he's saying we did it because the U.S. believes. Chính vì điều này, chính phủ Colombia đòi nước Mỹ phải trao trả quyền tự do dân chủ cho Colombia. Chúng ta không thể ngăn chặn được làn sóng bạo động đang xảy ra. Tại sao chứ? Nhờ Mỹ mà họ mới được thế này. Why? First we get Kevin. Chẳng phải là Kevin sao? Tôi thấy rồi. Tớ tốt nhất là phải giải thoát được cho cậu ấy. Check the radio. Thử mở radio lên xem. Để tớ. Static. They're too far out of range. Chết tiệt. Nghe đánh rõ gì cả. Cố gắng đi. Maserati, Ferrari. Chỉ có đài Ferrari. Whoa, 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 wait. This chị, guy. Khoan đã. Nhìn đi. Gái này đi. Chính gã này trong đoạn băng ta quay. Okay. Who is he? Được. Nhưng hắn là ai? The witness. Protesters have been throwing firebombs at the American embassy, shouting U.S. out of Colombia. Look. Tôi xin lỗi những gì đã xảy ra. I need the CIA intel. Tôi cần muốn CIA nhúng mũi vào chuyện của chúng ta. I want to know who sent my. Tôi biết kẻ nào đã thực hiện hành động này. I don't know if I can do that. Sự thật là ta không thể làm gì. You and I both know. Nhưng cô là người có quyền ở đây. Hãy nghe tôi. There'll be no handling it. Ta cần làm rõ sự thật gì. Không phải lúc này đâu, thôi đâu. Đây là một tình trạng khẩn cấp đi. Tôi nhờ cô giúp mà. Lieutenant. Hey, I had to call your wife to get your number. Xin chào, tôi là Cindy. Là anh à? Okay? Mọi người ổn cả đấy chứ? What's your status? Oh, get everybody. Chẳng ai báo với ông về chuyện gì sao? You know we didn't do this. You're being hung up to dry. Tôi biết các cậu mà. Tôi hiểu các cậu không làm gì cả. Chính bọn họ đã bắn. Không phải chúng tôi. You can confirm we're not the shooters. Yeah, well, he's not. Tốt lắm. Tôi chỉ cần điều đó. Tôi cũng đang gặp khó khăn. Bọn họ đang chiếm vào văn phòng của tôi. They're burning down entire villages. Yeah, great job on the extraction, tôi hiểu mà. By the way. Bọn họ luôn thế đi. Washington. Chết tiệt, dưới này là các anh vẫn ổn. Washington wants to talk this out. Tôi cần các cậu hoạt động lúc này. We want you to surrender. Is that what you want? Chính xác, muốn sao? What do you need? Trước hết cậu muốn gì? On a radio frequency and via the tôi cần theo dõi qua radio về Kevin. What are the numbers? Được rồi, tôi hiểu. Sao rồi? Chỉ huy. Chúng tôi tìm thấy khu vực chiếc xe Jeep. Không có dấu hiệu của bọn chúng. Theo tôi tìm thấy thì bọn chúng ở phía đông. Theo tọa độ 25 về hướng tây bắc. 26, 46 north. Traded my last favor for that. Get our man out alive. Chết tiệt, chúng canh phòng cẩn mật quá. It's probably poured concrete. Chúng ta phải qua được ở đó. Không biết Kevin ở đâu nữa. Hostile count. Thấy cái gì không? Hình như kia có cái gì đó. Try that. Tôi thấy rồi. Có dấu hiệu. Thả lắm anh bạn. Có hai tên ở trên mái nhà và khoảng 5 tên ở dưới. Give me 2 minutes.
Amigo! Amigo, encerra! Amigo, atrás, 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 amigo, atrás. ¿Dónde está mi gear? Where's my gear? Nữa gì thế? Bơm tên xe thế này là bọn chúng đó, báo động mau. Cái gì? Di động đây cậu, mau lên đi. Đi thôi nào. Được rồi, được rồi, được rồi mà. What do you want? I was there. Anh muốn gì? Nói xem. Chuyện quá gì xảy ra không? Nếu như không, tao sẽ bắn đó. Mày hiểu chứ? Understand, I understand. Tôi hiểu. Sorry about what happened to your people. Vậy chuyện với mọi người là sao? Your government's blaming us. Có phải đây là một cái bẫy đúng không? Yeah. Chính xác thì tôi không làm thế. Nhưng chính bọn họ đã có ý thế. There are people in my government who want to see the US out, completely out of South America. Then we need to do something about that. Who are the shooters? Vậy thật ra là sao? Ai đứng sau chuyện này? Chuyện này không phải thẩm quyền của tôi. Tôi không có ý kiến gì cả. We were set up. And you have to tell the media that. I saw the news report. Tôi biết, là ông biết. Tôi đã xem báo cáo. You're a national hero to them. Chính xác thì tôi phải chơi trò khăm thôi. The government will discredit me, call me a liar, and then they'll shoot me for treason. Nhưng thì mọi chuyện đã rồi, đã quá trễ rồi. No, it's too late. Wait. Wait. Unless you had proof. Nếu như cậu muốn biết ai, cho tờ số của cậu. I'm gonna give you a number. You find anything. Khi tôi biết thông tin gì, you call tôi sẽ me. Gọi lại cho cậu. It's the only thing that can stop this.
¡Vámonos! ¡Enseguida! Chết tiệt cái mùi như thế này. Không sao đâu, cái gì cũng bỏ nó đi mà. Xin lỗi nha. Cậu có tìm được thông tin gì không? Chẳng được gì. Hắn ta bảo hắn không biết. Calvin, còn trong đó cậu tìm được gì? Tôi chỉ biết là bọn họ dựng lên chuyện này để hòng du khống với nước Mỹ thôi. Còn gì nữa không? Có lẽ họ sẽ dấy lên làn sóng chống Mỹ lan rộng. Đó là ý kiến rất là hay đi. Cậu có muốn quyền lợi của mình không? A VinTax. Yeah. Dân. Yeah, VinTax. Ta phải làm gì đó. Đúng, ta phải làm gì. Tốt hơn là tìm đường ra khỏi chỗ này trước đã. Fan 4. Chết tiệt thật, bọn Colombia đang đầu yêu sách với chính phủ vì việc bồi thường thiệt hại. Tôi chỉ lo về lính của tôi lúc này thôi. Cách duy nhất lúc này là qua mặt xe da thôi, không còn cách khác đâu. Đợi tôi tính đã. Stop. You and your Langley gang got played by your source. Chúng tôi cần ngay trực thăng để đưa họ về ngay lúc này. Chúng tôi sẽ làm. Được thôi, ngay khi tôi kiểm tra toàn bộ sự việc về họ, có dính dáng. Họ không thể làm thế, chuyện này là hoàn toàn đúng gì. Rất có thể bọn họ là kẻ đã vận chuyển các chất ma túy vào Colombia. Ông không thể làm thế được. Tôi cam đoan họ không thể là thực hiện việc này. Họ có gia đình và con cái. Ông không thể làm thế, tôi hoàn toàn có quyền. Và bọn họ phải tuân theo tôi. Nhưng tôi thì không. Trong tình trạng này tôi vẫn là kẻ đứng đầu ở đây. Ông có thể đi được rồi. Ông mới nhớ cảnh chính xác điều ông nói đó. Chính xác, ông còn nói chuyện gì nữa chứ? Còn Commander, hãy coi chừng tôi. So Kevin, let me ask you, that fence is wired and hot. Có dòng điện cao thế ở đó. Cậu nghĩ ta sẽ qua được đó sao? Tớ sẽ thử. Cũng dễ thôi mà. Cái quá dễ kêu vậy. Nhìn thử xem. Xem như văn phòng chính. Còn bên trong kia hả? Hình như là không có căn phòng hay sao ấy. Wait a minute. The well. Yeah. Là cái giếng à? Có lẽ thế. Tại sao thế hả? Ta cần kiểm tra một chút chứ. Ta có thể vào bằng đường đó. Ta cũng nghĩ vậy. No way. No way. Không. You guys know enough air? Đi, coi chừng, giật dây nếu có gặp gì rắc rối nhé. Hãy coi chừng. Fight a battalion, it could work. An easy day. It was yesterday. Yeah. Cậu sao kia, tới thì lối này. Thank you.
got anything. Cậu chú tôi chắc có chuyện gì với Sen rồi. Đừng nói nữa, tôi cũng biết chứ. Cậu ta làm được rồi. Được rồi. Sẵn sàng chưa? Un momento. Estamos sacando que pase afuera. ¿Qué te dio el audio? El petróleo que nos enviaron está más sucio. Me salió de lleno, ¿va? Que me quedé más loco. Nào mật mã, cố lên chứ. Chết tiệt, hắn nhắc máy rồi. Đi tới một tay đi, coi chừng bên ngoài đi. Chết tiệt, chẳng có gì ở đây cả. Cố lên đi. Chẳng làm được gì hết. Có gì cơ, không được sao? Mẹ kiếp. Chúng về rồi, ta phải đi thôi. Đi mau, giữ lấy. Mở cổng ra mau. Kiểm tra nghe. Cậu cài bắn tỉa. Oh, good. I'm right behind you. Ra phía sau, mau đi.
Bỏ, chúng đi đâu tật. Mang từ cái tiền thôi. Xem quanh đây có gì không? Còn cậu, còn bao nhiêu đạn hả? Tớ còn 4, tớ còn 3. Hay lắm, làm việc tốt lắm. We took our shot. We tried recovering the vid packs. We came up empty. Chuyện quái quỷ gì xảy ra vậy? Sao chúng tôi ra khỏi trò chơi này đi? Can't come home. Hỏi họ là khi nào có được visa? Get ours before they get us, huh? How about that? That an idea? Cậu có biết tình hình tụi mình? You know it. What's your situation like that? Vậy còn chúng tôi thì sao? Đợi tôi một chút đã. Xin đã. Quả bom ở Colombia đã giết không những trẻ em, còn phụ nữ, và đó là người thân của một đứa tên là Antaro. This time we get our pound of flesh. We still have time to make. Phải, chính người ông nói lúc trước không? Chính xác là thế. Tôi không ngờ mọi việc lại đi xa đến vậy. Nhớ rằng những gì cậu nhìn, cậu thấy đều là những giá trị thật sự. Tôi đã từng huấn luyện họ. Because I trained you, Sean. Như vậy. And I sure as hell didn't train you to give up. Họ sẽ không từ bỏ ý định giết cậu đâu. The bogus intel on the Venezuelan. Anh ta nghĩ quả bom đó do chúng ta dược nhiên thực hiện. Colombia National. And I have a code name. Tôi sẽ cố để các cậu thoát khỏi Colombia. Cậu cố gắng đến được biên giới Cola thì đến lúc kết thúc rồi. Do what you can, but do it. Tôi không thể nói chuyện với cậu được nữa. May I see your phone? Tôi có thể lấy điện thoại của anh được không? I could give it to ông có thể, nhưng tôi nói trước, ông sẽ không thu được kết quả gì đâu. Read my text messages. Consider yourself relieved. Ông sẽ phải nói chuyện với Nhà Trắng. Xin lỗi, nhớ tên tôi. Actually, Commander. Chính xác, tôi hoàn toàn hiểu ông. Sao rồi hả? Ta phải chơi tới cùng trò này. Cảm ơn cô. All right, shut it down. All right, mission walkthrough. Split up in the jungle. Chúng ta lại phải vượt qua khu rừng này nữa. Greg, you're the overwatch. Chúng ta sẽ là chút đã. Greg radioed in star position. Chúng ta đã làm theo kế hoạch, đúng chi tiết, đúng không nào? Greg saw the black hats coming. Greg was watching the base through the spectra. Yeah? Which wasn't with our gear in the barn, right? No, it wasn't. God. Vậy chuyện gì xảy ra? Yeah, would have cut everything. Phải, tôi cũng đang nghi ngờ đi. Bad guys. Yeah? Gear up. I have proof. Mọi việc sao rồi? Are you absolutely sure? Hoàn toàn ổn cả. Everything the world needs to know that we didn't do it. Ông chắc là làm theo lời tôi nói.
Chính xác mà. Nếu thế ông sẽ được hưởng quyền của mình. Okay, I will be there. Được rồi, tôi sẽ đến đó. Tôi muốn chắc là anh phải giữ lời. Nếu không, tôi không đảm bảo mọi việc suôn sẻ đâu. Tomorrow will be the bloodiest day in the history of my country. Lucky for us, we still have. Được rồi, hy vọng là thế. Tiếp tục đi. Chúng có thể ở đây. Được rồi, nhìn đây. Chúng ta còn bao lâu? Khoảng một tiếng. Oh, shit. Chết tiệt các cậu. Ta có khách. What? Down there. Cái gì cơ? Đằng kia. Mẹ kiếp, lại là chẳng có sao. Chỉ còn một cách duy nhất là ra khỏi đây. Ta không thể để lỡ cơ hội được. Không còn cách nào khác đâu. Cậu về cái kỹ này đi. Giữ kỹ đi nhé, được rồi. In the herd. Quiet. Ta phải cứu thôi. Cậu biết cậu nói tôi để bao lần rồi không? Because we are brother. Vì ta là anh em mà. Greg and Steve. Được rồi. Rambo. I prefer John McClane. Tao cũng thích chơi trò này lắm. Rafael, Dario. Me ves en ese río. Me copian. Dario, Rafael, me copian. Ya me copian. Mày là đồ khốn. Mày muốn trả thù cho vợ con mày hả?
được lắm. Giờ đến lúc rồi. Chết đi, lũ chúng mày. Giết tao đi. Không, tao sẽ giết mày đó. Đứng yên đó. General Velez. Carter. We've secured your man. Where's your proof? Nào đứng dậy đi. Mau lên anh bạn. This man's a traitor. Cuối cùng cũng kết thúc rồi. Chứ mày cũng không tệ hả? We have footage of him killing your soldiers on that. Mi general. Chính là bọn chúng. Alvaro. Tôi biết rồi. You working with him? He works for me. Ông định làm gì? Nếu làm gì cho tôi sẽ tha cho các anh. Cái gì? When I was a little boy, các anh bạn, giờ các anh quay lại Mỹ cũng đâu có đường thoát nào đâu. Cách tốt nhất là theo tôi. That's why I became a soldier, to hunt them down. What about vậy những người đã hy sinh ở khu trại đó thì sao? They're your allies. They sacrificed for Colombia. Những người ở đó đều là anh hùng. The bogus intel and the peace talks. Chết tiệt, ông lừa chúng tôi. Những người bạn của tôi. You set us up. I want to kill them. Bọn tôi không biết họ. Tăng cầu dẫn họ đi. Nếu họ không chịu, ngay bơm vào coi như là họ bị trúng bơm. Chết tiệt, ai vào được. Chuyện này không đúng. Thật sự người Mỹ không đặt bơm vào tòa nhà đó. Mà chính là ông. Người bị khống đó hả? Giết hắn đi. Không, chính là hắn. Hắn đã dùng anh như quân cờ. Có phải không? Chính là ông mà. My wife. Vợ tôi. My son. Con trai tôi. Họ đã chết vì Colombia thôi. Their sacrifice brought us together. Họ đã được ở cùng nhau. Ông đã giết họ. Không. America killed them. Bọn Mỹ mới giết họ. Chính bọn Mỹ là kẻ đứng sau điều này. We will win. Giờ chúng ta đã thắng. Vì chúng ta đã chiếm lĩnh vực vùng đất chúng ta, chúng ta sẽ ngự trị tại nơi này. Alvaro. Và anh cũng thấy tự hào về điều này chứ? Không ai có thể ngăn cản được chúng ta nữa. What is that compared to the destiny of our country? You know, soldier. Ông có biết một người lính phải làm gì không? Phải chết cho đất nước Colombia. He betrayed our country. Con dâm đã chết vì đất nước. He betrayed us all. Thấy đủ rồi. This is so wrong. Then make it right. Cái này quan trọng lắm đi. Dân gian chưa nhìn thấy bao giờ đang được diễn ra ở bảo tàng Bắc Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Cướp cầu, trò chơi cướp cầu dân gian. Thank you.
Kéo quả bóng về đây là thắng.